Xin chào tất cả các bạn, mình là Khánh Hồ, mình đến từ VN10. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số từ vựng và một số câu tiếng Anh liên quan đến hoạt động quản lý dự án các công trình xây dựng. Chúng ta cùng bắt đầu bài học. Chúng ta có câu đầu tiên đó là suspend on activity not achieve the quality requirement of project. Có nghĩa là đình chỉ các hoạt động thi công không đảm bảo yêu cầu chất lượng của dự án. Chúng ta cùng phân tích từng từ như sau. Suspend on activities có nghĩa là đình chỉ các hoạt động. Suspend có nghĩa là đình chỉ. On activities có nghĩa là các hoạt động. Activities thêm s có nghĩa là các hoạt động. Not achieve the là có nghĩa là không đảm bảo. Quality requirement of project có nghĩa là yêu cầu chất lượng của dự án. Quality có nghĩa là chất lượng. Requirement có nghĩa là yêu cầu, sự yêu cầu. Project có nghĩa là dự án. Quality requirement of project có nghĩa là yêu cầu chất lượng của dự án. Vậy là chúng ta có một câu hoàn chỉnh đó là suspend on activities not achieve the quality requirement of project. Chúng ta đến với phần tiếp theo đó là quản lý vật tư thiết bị. Material manager. Chúng ta đến phần đầu tiên đó là responsibility, trách nhiệm trong việc quản lý vật tư thiết bị. Chúng ta có những câu như sau đó là check and statistic on kinds of materials in and out to site. Có nghĩa là kiểm tra thống kê về tất cả các loại vật tư xuất nhập vào công trường. Chúng ta có từ check có nghĩa là kiểm tra, statistic có nghĩa là thống kê, on kinds of có nghĩa là tất cả các loại, materials có nghĩa là vật tư, in and out to site có nghĩa là xuất nhập vào công trường. Đấy. Chúng ta có những cụm từ là check and statistic on kinds of materials có nghĩa là kiểm tra thống kê về tất cả các loại vật tư. In and out to site là xuất nhập vào công trường. Chúng ta đến câu tiếp theo đó là take responsibility for supplying materials to the working location. Có nghĩa là chịu trách nhiệm trong việc cung ứng vật tư đến vị trí thi công cho các tổ đội. Take responsibility có nghĩa là chịu trách nhiệm. Supplying materials có nghĩa là cung ứng vật tư. Supplying có nghĩa là cung ứng, sự cung ứng. Động từ của nó là supply, nhưng thêm in thì có nghĩa là việc cung ứng. Đây là một danh từ cung ứng. Là working location có nghĩa là vị trí thi công cho các tổ đội, hay còn lại gọi là công trường. Đấy, vậy chúng ta có câu hoàn chỉnh là take responsibility for supplying materials to the working location. Là chịu trách nhiệm trong việc cung ứng vật tư đến vị trí thi công cho các tổ đội. Chúng ta đến với câu tiếp theo đó là coordinate with consultant or investor to checking and taking over the executing materials. Có nghĩa là phối hợp với tư vấn giám sát hoặc chủ đầu tư kiểm tra nghiệm thu các vật liệu thi công. Chúng ta đến với từng từ và cụm từ như sau. Coordinate có nghĩa là phối hợp. Consultant or investor có nghĩa tư vấn giám sát hoặc chủ đầu tư. Checking là kiểm tra. Cái động từ check thêm in có nghĩa là sự kiểm tra. Động từ check có nghĩa là kiểm tra, thêm in là sự kiểm tra. Checking over có nghĩa là việc tiếp quản và nghiệm thu. The executing materials có nghĩa là vật liệu thi công. Materials có nghĩa là vật liệu. The executing có nghĩa là sự thi công. Nên chúng ta có cụm từ là the executing materials có nghĩa là vật liệu thi công. Liên quan đến từ taking over này, chúng ta có một sự liên quan đến lịch sử như sau. Tôi đọc trên website unitedstatehistory.com thì một bài viết về giải phóng Sài Gòn, Fall of Saigon, thì có một đoạn như sau, đó là on April 13, the North Vietnamese Army took over Saigon with little resistance and it was quickly renamed Ho Chi Minh City in honor of their revolutionary leader. Có nghĩa là vào ngày 30 tháng 4, quân giải phóng cách mạng miền Bắc đã tiếp quản Sài Gòn với sự kháng cự yếu ớt và nó đã nhanh chóng được đổi tên thành phố Hồ Chí Minh để vinh danh nhà lãnh đạo cách mạng Hồ Chí Minh. Đấy, thì chúng ta có từ là took over, là trong ngữ cảnh này nó là sự tiếp quản. Thì liên quan đến bài học của ta là từ take over này, taking over này cũng là gọi là sự tiếp quản hoặc sự nghiệm thu. Nó cũng mang ý nghĩa là sau khi kiểm tra thì vật tư được giao cho các tổ đội và nhà thầu tiếp quản để thực hiện sự thi công.
thì từ taking over này có nghĩa là sự tiếp quản hoặc sự nghiệm thu. Chúng ta đến phần tiếp theo, đó là nghĩa vụ duties của sự quản lý vật tư. Chúng ta có câu là report to the site manager on figures related to materials and equipment, có nghĩa là báo cáo cho chỉ huy trưởng mọi số liệu liên quan đến vật tư và thiết bị thi công. Thì chúng ta cùng phân tích từng từ như sau. Report có nghĩa là báo cáo, to site manager có nghĩa là chỉ huy trưởng, figures related to có nghĩa là mọi số liệu liên quan đến, figures gọi là sự nhận dạng và số liệu thông tin, materials có nghĩa vật tư, equipment có nghĩa là máy móc. Report to site manager có nghĩa là báo cáo cho chỉ huy trưởng. On figures related to materials and equipment có nghĩa là mọi số liệu liên quan đến vật tư và máy móc. Materials có nghĩa là vật tư, equipment có nghĩa là máy móc. Và đến phần quyền hạn trong việc quản lý vật tư, authorities, chúng ta có câu như sau, đó là have the right to refuse to import materials if detecting the defect related to the quality and quality. Thì có nghĩa là có quyền từ chối nhập vật tư nếu phát hiện có vấn đề về số lượng và chất lượng của vật tư. Thì quyền hạn của trong quản lý vật tư thì chúng ta sẽ có quyền từ chối nhập vật tư nếu phát hiện vật tư có vấn đề về số lượng và chất lượng. Đó là một quy quyền của sự quản lý vật tư nhằm bảo đảm chất lượng của công trình. Chúng ta cũng có từ và cụm từ như sau. Have the right có nghĩa là có quyền. Refuse to import có nghĩa là từ chối nhập. Từ chối nhập. Refuse có nghĩa là từ chối. Import có nghĩa là nhập. Materials có nghĩa là vật tư. Detecting the defect có nghĩa là phát hiện có vấn đề. Từ detecting có nghĩa là một danh từ của từ detect, của động từ detect có nghĩa là phát hiện. Detecting có nghĩa là sự phát hiện. Defect có nghĩa là khuyết tật và vấn đề, lỗi. Related to liên quan đến, quantity and quality là số lượng và chất lượng. Quantity có nghĩa là số lượng, quality có nghĩa là chất lượng. Related to the quantity and quality có nghĩa là về số lượng và chất lượng của vật tư. Vậy chúng ta có câu hoàn chỉnh là have the right to refuse to import materials có nghĩa là có quyền từ chối nhập vật tư. If detecting the defect related to, nếu phát hiện có vấn đề về the quantity and quality, về số lượng và chất lượng vật tư. Rồi, bài học của chúng ta đã kết thúc hôm nay. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình để nhận được các bài học bổ ích hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.